Tiếp theo chương trình xin mời quý vị theo dõi thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc một cán bộ dân phòng có hành vi thượng cản chân hạ cản tay với một người phụ nữ trên phố Đông Đúc. Ngay sau khi vụ việc ồn ào trên mạng xã hội, danh tính của người đàn ông đã được xác định và đang trong quá trình đề xuất cho thôi việc cán bộ này trên mạng xã hội facebook những ngày qua chia sẻ thông tin kèm theo clip ghi lại cảnh một cán bộ dân phòng quát mắng rồi tấn công một người phụ nữ đi xe máy. Sự việc được cho là xảy ra ở phố Hào Nam, phường Cát Linh, đống đa hà nội, gây xôn xao mạng xã hội. Clip cho thấy tối mùng 10 tháng 1 tại phố Hào Nam, khi dòng người đang chen chúc trở về nhà sau giờ tan tầm, một cán bộ dân phòng đã quát mắng rồi vung tay với một người phụ nữ đi xe máy, thậm chí người này còn đạp vào xe máy tấn công một người phụ nữ, mặc cho người dân phòng bên cạnh can ngăn ngày 13 tháng 1, một lãnh đạo công an phường Cát Linh cho biết, cán bộ trật tự đô thị xuất hiện trên clip lưu truyền trên mạng xã hội là cán bộ hợp đồng thuộc quản lý của ủy ban nhân dân phường Cát Linh. Vì lãnh đạo này cho biết, cán bộ này sinh năm 1997, mới đến làm việc thời gian gần đây. Sau khi cán bộ này có hành vi chửi bới đạp người phụ nữ trên phố Hào Nam và bị người dân quay clip lại, chúng tôi đã yêu cầu kiểm điểm, lập hồ sơ chuyển lên đội điều tra tổng hợp công an quận Đống Đa xem xét xử lý hành vi này. Đến nay, chưa có kết quả vì đội còn đang thẩm định hồ sơ, họp bàn hình thức xử lý. Dù cán bộ này thuộc quản lý của Ủy ban dân phường, nhưng trên cương vị là đơn vị sử dụng cán bộ, Công an phường Cát Linh đã đến thăm hỏi gửi lời xin lỗi cá nhân và gia đình người phụ nữ. Gia đình họ cũng không có ý kiến gì. Theo vị lãnh đạo phường Cát Linh, dù trong bất kỳ tình huống nào các hành xử của nam cán bộ trật tự đô thị như trên là hoàn toàn sai, đơn vị đã đề xuất ý kiến cho thôi việc cán bộ này với Ủy ban Nhân dân phường Cát Linh. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định. Vẫn chưa biết vì nguyên nhân gì, cán bộ này lại có hành vi ứng xử kích động, ra tay với một người phụ nữ ngay giữa phố Đông Đúc mặt càng ngang. Tuy nhiên, dù với bất kỳ lý do gì, hành vi này đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của cán bộ dân phòng và khiến cho dư luận bất bình lên tiếng.